Thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau đây. Theo phản ánh của người dân xung quanh mỏ đá núi Sầm thuộc tổ dân phố Phong Phú 1, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hơn 20 năm nay họ phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông bởi quá trình hoạt động khai thác và sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, mỏ đá và bãi chế biến của công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa cho biết, công ty xây dựng giao thông Khánh Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1152 QD-UBNZ ngày 5 tháng 5 năm 1998, được khai thác mỏ đá núi Sầm thuộc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định số 2684 QD-UBNZ ngày 27 tháng 9 năm 2022 về việc đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá núi Sầm. Thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ là 2 năm, trong đó bao gồm công tác thi công đưa mỏ về trạng thái an toàn với khối lượng 177.381 mét khối và thực hiện công tác phục hồi môi trường. Mặc dù còn 1 năm nữa là mỏ đá núi Sầm phải đóng cửa và thực hiện công tác phục hồi môi trường, nhưng đến nay công ty xây dựng giao thông Khánh Hòa vẫn ồ ạt khai thác chế biến đá, chưa có dấu hiệu thực hiện quyết định số 2684 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Việc khai thác với nhiều hệ lụy ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân cũng được cử tri phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Cụ thể, trong năm 2021, qua tiếp nhận ý kiến của cử tri phản ánh về việc mỏ đá núi Sầm dùng chất nổ khai thác, nhà dân bị nứt, đá văng vào nhà dân, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa đã có công văn số 3279 ngày 21 tháng 8 năm 2021 chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Giang và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra tại các địa điểm có hoạt động vật liệu nổ, công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Đối với trường hợp của Công ty Xây dựng Giao thông Khánh Hòa, tại kế hoạch số 673 ngày 28 tháng 2 năm 2023 về việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Giang theo dõi, kiểm tra, giám sát việc Công ty Xây dựng Giao thông Khánh Hòa đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá núi Sầm theo quyết định số 2684 ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù được Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thường xuyên nhắc nhở, nhưng công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này không được thực hiện. Ghi nhận thực tế tại tuyến đường từ mỏ đá đi ra quốc lộ 1A, dù chỉ rất ngắn, vài trăm mét, nhưng doanh nghiệp này không áp dụng bất kỳ một cách thức nào như phun ẩm hay tưới nước mặt đường để hạn chế bụi bẩn và bảo vệ môi trường. Các xe tải chở đất đá chạy với tốc độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đáng lo ngại hơn, khi người dân phản ứng thì một số tài xế đã có hành động xúc phạm, chửi bới, thậm chí là uy hiếp, đe dọa người dân địa phương. Giờ nói cho nghe, nói hết làm rồi mà sao cũng còn làm biết bận bà con rồi, cái này nó đường xá làm nó cũng không có bao giờ nói nước cái non rồi bụi và ông xe chạy tùm lum chứ giấy. Nhà chị sống được trong cái bụi gì này á, bụi này ha, nè, bụi này cái bụi không, à, bụi không. Nè, thì cũng không khiếp không? Mà đều không có ai can thiệp cho mình ấy. Ờ, nó học bữa á, bụi quét xong cái phải đi ra ngoài phường. Nhà mình có con nít, mình cũng phải ráng, mình chùi bụi bạn cho giờ xeo im. Đó, đó nè, bụi nè, em thấy bụi không? Nè, bụi khiếp không? Á, à, thì đâu có sai đâu. Một bụi, từ sáng tới chiều là nhiều đó á. Á, nè, bụi nè, dơ nè. Từ sáng tới chiều quá. Xong rồi người ta nói là bụi quét thì chẳng xe. Chẳng xe rồi chẳng không bình thường, xe nó chạy âm một ngày từ 3 giờ sáng này nó chạy mía cho tới chiều tối rồi cái bữa trời lại hung quá thì nó nghỉ xong nó nấp đâu đó, rồi mình nghĩ cho ngày này mình cũng nói và mệt mỏi vậy mà mình phải đi ăn mà nghỉ mình đi làm nữa mà sau đó vô buổi tiếp xe chạy nhanh mà trường hợp mà bữa này chị cũng đây chị nói sao mà bữa cái thằng kia nó nói chuyện gì nè đủ mỹ mày điêu hưởng ấy sao mày đang chặn xe tao
Tao nói này, tao không riêng, nhưng mà mày vô nhà tao mày ở chừng 5 phút mày coi thử mày bụi được không, mày chạy mày meo bụi cỡ này. Nhưng mà mày nói tao điên là điên như thế nào? Mày vô mày ở chừng tao 5 phút đi. Mày coi gia đình nhà tao vô sắp gặp bụi bụng gì nè, mày coi thử được không? Mày 5 phút đi xong rồi mày nói tao điên hay không mà biết. Đáng nói, tất cả các phương tiện vận tải chở đất đá từ mỏ khai thác của công ty xây dựng giao thông Khánh Hòa đi tiêu thụ đều không qua trạm cân và phát hiện doanh nghiệp không có lắp đặt trạm cân, vi phạm luật khai thác khoáng sản. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Chiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi, ông cho biết chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và rất mong mỏ đá sớm dừng hoạt động. Thì khi mà có cái vấn đề ảnh hưởng đến môi trường thì người dân cũng đề phòng, là người dân không có biết đơn thư kiến nghị phản ảnh đối với công ty này, chủ yếu là phản ảnh trực tiếp bằng điện thoại là chính, một là gọi cho tổ trưởng tổ dân phố tại nơi công ty đứng trong, hai là cho cán bộ môi trường. Thì lúc này ủy ban sẽ tiến hành kiểm tra, thì nếu đúng như vậy thì ủy ban sẽ mời các bên có liên quan sẽ làm việc, mời đại diện lãnh đạo của công ty, có phòng vật tư thiết bị xây dựng giao thông Khánh Hòa, rồi một số người dân mà có vấn đề mà có kiến nghị phản ảnh đó, thì sẽ làm việc và các bên nói chung là ủy ban là đứng về trọng tài giải quyết như thế nào đảm bảo hài hòa giữa công ty cũng như là người dân cho người dân. Liên quan đến những phản ánh của phóng viên, ông Long, phụ trách kỹ thuật công ty xây dựng giao thông Khánh Hòa cho biết, về vấn đề bảo vệ môi trường, doanh nghiệp thường xuyên cho phun tưới nước khu vực trong mỏ khai thác. Còn ngoài khu vực mỏ khai thác, đường giao thông phía bên ngoài mỏ, doanh nghiệp không chịu trách nhiệm vì cho rằng khi tưới nước, xe tải chạy liên tục sẽ làm hỏng mặt đường. Bên em thi có mỏ núi sông, thì hiện nay đang thi công với đề án tổng cường mỏ được tỉnh phê duyệt. Và thứ hai là về vấn đề môi trường á, thì cái vấn đề môi trường thì ví dụ như trong quá trình thi công thì có máy sấy hoạt động, thì công ty em có cái hệ thống tưới nước, nó cũng thường xuyên nhắc nhở anh em tưới nước, phun tưới nước thì gọi là giảm thiểu bụi, có nghĩa mà triệt tiêu 100% thì rất là khó. Hằng ngày thì có xe tưới nước, tưới đường nội bộ trong mỏ, cái đường nhựa thì không tưới được, tại đường nhựa anh tưới lên nó sẽ hỏng cái đường. Riêng việc xe tải chở đất đá ra khỏi mỏ gây cuốn bụi, tài xế chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và một số tài xế có thái độ chửi bới đe dọa người dân khi người dân phản ứng. Ông Long trả lời, đây là vấn đề của tài xế, phía bên khách hàng mua đá với người dân, không liên quan đến doanh nghiệp. Còn việc công ty không lắp đặt trạm cân, ông Long cũng cho biết, không lắp đặt là do doanh nghiệp đang thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quyết định số 2684 ngày 27 tháng 9 năm 2022 về việc đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá núi Sầm thuộc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Việc khai thác khoáng sản của công ty xây dựng giao thông Khánh Hòa tại mỏ đá núi Sầm đã và đang gây nhiều hệ lụy, gây ô nhiễm môi trường dân sinh và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng các sở ban ngành cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý các vi phạm nói trên. Bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về hòm thư mediamoichuongdothi@gmail.com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.